Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Hậu vệ Văn Thanh đầu quân câu lạc bộ Nam Định với lót tay 9 tỷ đồng. Cầu thủ chạy cánh của Hà Gia Lai và đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh được cho là sắp cập bến câu lạc bộ Nam Định với mức lương và lót tay khủng. Mùa giải 2022 chính thức khép lại với câu lạc bộ Hà Gia Lai sau trận thua ở bán kết cúp quốc gia trước Hà Nội. Qua đó giành tấm huy chương đồng ở V-League 2022, đội bóng vô núi cán đích với vị trí hạng 6. Từ mục tiêu vô địch rồi hạ xuống top 3, rõ ràng đây là thành tích không làm hài lòng người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Sau trận bán kết cúp quốc gia, các cầu thủ của Bầu Đức đã đứng chụp ảnh cùng nhau ở sân vận động Regu. Đây chắc chắn sẽ là bức ảnh lưu giữ nhiều kỷ niệm, bởi sau năm nay nhiều người trong số họ có thể sẽ không còn chơi bóng cùng nhau khi đã hết hợp đồng với Hà Gia Lai. Trong diễn biến mới nhất, cầu thủ chạy cánh Vũ Văn Thanh được cho là đang có cuộc đàm phán với lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định và sẽ chốt trước ngày 25 tháng 11. Theo một số nguồn tin, đội bóng Thành Nam sẵn sàng chi lót tay 3 tỷ đồng mua với cầu thủ quê Hải Dương. Thi đấu cho Nam Định, Văn Thanh ngoài việc được nhận lương cao, anh sẽ ở gần nhà của mình sau nhiều năm tập luyện và thi đấu ở Gia Lai. Mùa giải vừa qua, câu lạc bộ Nam Định đã trụ hạng một cách ngoạn mục ở những vòng đấu cuối cùng. Sau những khó khăn về tài chính, một doanh nghiệp địa phương đã tham gia tài trợ cho đội bóng Thành Nam. Văn Thanh là một trong những kế hoạch mua sắm tăng cường lực lượng của Nam Định cho mùa giải tới. Ngoài Văn Thanh, một loạt cầu thủ khác của Hà Gia Lai là Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Trường, Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang nhiều khả năng cũng tìm bến đỗ mới. Trong số này, Văn Toàn và Hồng Duy được đồn đoán sẽ tới câu lạc bộ Viettel, trong khi Công Phượng và Xuân Trường có thể đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, Hà Gia Lai mới chỉ giữ lại được Minh Vương và Tuấn Anh. Ở mùa giải 2023, đội bóng Phố Núi có thể trình làng lứa cầu thủ mới, trong đó đáng chú ý có Thanh Nhân, một trong những gương mặt trẻ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Trong khi đó, tương lai của huấn luyện viên Kiatisak chưa được xác định dù bản hợp đồng 2 năm sắp kết thúc. Có nhiều thông tin cho rằng chiến lược gia này sẽ về Thái Lan sau 2 năm không thành công với đội bóng Phố Núi.